Phương pháp phân tích khối lượng. Sau khi học xong bài, học sinh cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Trình bày được nguyên tắc chung, phân loại và cách tính kết quả của từng loại phương pháp phân tích khối lượng. 2. Nêu được trình tự và nội dung các thao tác chung trong quá trình phân tích bằng phương pháp phân tích khối lượng. Bài học gồm những nội dung sau: nguyên tắc chung, phân loại phương pháp phân tích khối lượng, các thao tác chung trong phân tích khối lượng. Nguyên tắc chung. Phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp cân, là một trong những phương pháp định lượng hóa học, dựa vào khối lượng của một chất, đã biết thành phần hóa học, tạo thành sau phản ứng hóa học. Hay bằng phương pháp vật lý, tính lượng chất cần xác định trong mẫu thử theo khối lượng chất tạo thành. Phân loại phương pháp phân tích khối lượng. 1. Phương pháp kết tua. 2. Phương pháp bay hơi. Dùng phản ứng tạo tua để tách chất cần xác định ra khỏi dung dịch phân tích, từ khối lượng mẫu ban đầu và khối lượng tủa tạo thành, tính được kết quả định lượng theo công thức P bằng F nhân B trên A nhân 100. Trong đó, P là hàm lượng, phần trăm, F là hệ số chuyển, thừa số chuyển, B là khối lượng tủa sau khi nung, gram, A là khối lượng mẫu ban đầu, gram. Hệ số chuyển F là tỷ số giữa khối lượng mol phân tử của chất cần xác định hoặc khối lượng mol nguyên tử với khối lượng mol phân tử của tủa sau khi nung, F bằng m chất cần xác định trên m tủa sau khi nung. Ví dụ, định lượng natri sunfat trong natri sunfat khan. Cân chính xác A gram natri sunfat khan hòa tan hoàn toàn trong nước, lấy toàn bộ DD thu được này tác dụng với một lượng thuốc thử dư là dung dịch bari chlorid, thu tủa bari sunfat, lọc, rửa, sấy, nung đến khối lượng không đổi, cân được b gram. Vậy hàm lượng của natri sunfat trong natri sunfat khan là P natri sunfat bằng F nhân B trên A nhân 100. Hay P natri sunfat bằng M natri sunfat trên M3G sunfat nhân B, tất cả trên A nhân với 100. Phương pháp bay hơi. Phương pháp bay hơi dùng để xác định chất dễ bay hơi bằng cách lấy mẫu phân tích, xử lý bằng nhiệt độ hay thuốc thử thích hợp, để cho chất cần phân tích bay hơi rồi xác định hàm lượng của nó dựa vào độ tăng khối lượng của bình đựng chất hấp thụ hay độ giảm khối lượng của bình sau khi chưng cất. Phương pháp bay hơi có hai loại. 1. Phương pháp bay hơi bằng nhiệt. 2. Phương pháp bay hơi do thuốc thử. Phương pháp bay hơi bằng nhiệt. Dùng nhiệt độ thích hợp để làm bay hơi hoàn toàn chất cần xác định từ khối lượng của mẫu trước và sau khi sấy, tính được lượng chất bay hơi hoặc tính tỷ lệ phần trăm, theo công thức C bằng A, B trên A nhân 100. Trong đó, C là hàm lượng phần trăm chất bay hơi, A là khối lượng mẫu trước khi sấy, gram, B là khối lượng mẫu sau khi sấy, gram. Phương pháp này được sử dụng để xác định độ ẩm của dược liệu, hóa chất và nước kết tinh. Phương pháp bay hơi do thuốc thử. Dùng thuốc thử dư để làm bay hơi chất cần phân tích. Toàn bộ lượng chất bay hơi được giữ lại ở bình hấp thụ, dựa vào sự tăng khối lượng bình hấp thụ, tính hàm lượng phần trăm của chất bay hơi trong mẫu thử theo công thức C bằng mét vuông, M1 trên A nhân 100. Trong đó, C là hàm lượng chất bay hơi, phần trăm, mét vuông là khối lượng của bình sau khi hấp thụ, gram, M1 là khối lượng của bình trước khi hấp thụ, gram, A là khối lượng mẫu thử. Các thao tác chung trong phân tích khối lượng. 1. Chọn và cân mẫu. 2. Hòa tan mẫu. 3. Kết tủa. 4. Lọc và rửa tủa. 5. Sấy và nung tủa. 6. Cân và tính kết quả. Chọn và cân mẫu. Lấy mẫu theo quy định. Cân mẫu bằng cân kỹ thuật, sau đó cân chính xác bằng cân phân tích. Hòa tan mẫu. Dùng các loại dung dịch thích hợp để hòa tan mẫu. Quá trình hòa tan phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nhiệt độ, áp suất, pH, bản chất của chất cần phân tích. Kết tủa. Chọn thuốc thử thích hợp để kết tủa. Thuốc thử kết tủa cần đáp ứng các yêu cầu. Tạo tủa ứng với các yêu cầu dạng tủa và dạng cần. Có tính chọn lọc cao. Dễ loại khi lọc và rửa tủa. Kết tủa. Điều kiện kết tủa. Dung dịch loãng, nóng. Cho thuốc thử chậm, khuấy đều. Làm mồi tủa.
Lọc và rửa tùa. Lọc qua giấy hay phễu lọc xứ súp. Giấy lọc phải là giấy không tro, giấy băng xanh, lọc tùa tinh thể nhỏ, giấy băng trắng, vàng, lọc tùa mịn vừa, giấy băng đỏ, lỗ to, chảy nhanh, lọc tùa vô định hình. Rửa tùa nhiều lần đến khi nước rửa tùa không còn phản ứng của ion tạp chất trong tùa. Sấy và nung tùa. Đây là quá trình chuyển sang dạng cân, phải tinh khiết, bền vững và có thành phần xác định khi tiếp xúc với không khí. Tùy từng loại tùa mà chọn nhiệt độ thích hợp để nung hay sấy tùa. Cân và tính kết quả. Trước khi cân phải đưa vào bình hút ẩm 20 phút để đưa về nhiệt độ phòng. Các phép cân bao giờ cũng tiến hành nhiều lần và lấy giá trị trung bình. Không được làm tròn vì sai số của